top 5 ngành tăng trưởng kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2022 để cho anh chị có thêm được những cái thông tin tham khảo cho cái việc đầu tư của mình. Và thì đầu tiên thì phải kể đến đó chính là cái ngành công nghệ thông tin. Thì nhờ cái việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, chuyển đổi số nói riêng thì bây giờ người ta cho rằng là tất yếu. Thậm chí ngay cả những cái doanh nghiệp rất nhỏ hay là những cái cá nhân tham gia vào kinh doanh bây giờ thì người ta cũng rất chú trọng đến mặt gọi là ứng dụng các cái công nghệ. Ví dụ ngay cả cái việc livestream chẳng hạn thì người ta cũng gọi là ứng dụng rất là nhiều các cái phần mềm livestream, đúng không ạ? Rồi là các cái thiết bị hỗ trợ cho livestream, đấy là cá nhân rồi đấy. Đó, còn các cái doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có vài nhân sự thôi chẳng hạn thì họ cũng ứng dụng công nghệ rất mạnh. Thì chính vì thế cho nên cái lĩnh vực công nghệ thông tin này nó có được một cái sự tăng trưởng và phát triển rất mạnh, đúng không? Đặc biệt là cái thời gian trải qua Covid vừa rồi thì khi mà rất là nhiều người họ khi mà rất nhiều người thì họ về cơ bản là phải làm việc ở nhà chẳng hạn, online, thì từ đó thì nó lại ứng dụng công nghệ nhiều hơn, đúng không ạ? Các công ty thì thường lắp đặt thêm rất nhiều các phần mềm, thì cái điều này nó diễn ra ở trên thế giới rất phổ biến, không chỉ ở Việt Nam, đúng không ạ? Rồi ngay cả cái việc là mua sắm online rất nhiều chẳng hạn thì nó cũng thúc đẩy cái sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Bên cạnh đó thì các anh chị có thể thấy cái vấn đề liên quan đến gọi là crypto, đúng không ạ? Tiền số, tiền ảo. Đó, thì cái vấn đề đó thì nó cũng ứng dụng công nghệ rất nhiều, đúng không ạ? Có thể thấy như vậy. Rồi tiếp theo là cái tăng trưởng chuyển đổi số thì theo dự báo, theo ước tính thì có thể tăng trưởng 16% một năm trong vài năm tới. Và đến 2024 thì quy mô có thể đạt 2.400 tỷ USD trên toàn cầu. Thì có thể thấy rằng là nếu ở trên thế giới ấy, GDP đâu đó tăng trưởng khoảng độ 2 đến 3%. Vậy mà có cái ngành nào đó mà tăng trưởng gấp đôi GDP đã là tăng trưởng rất cao rồi. Nhưng mà cái chuyển đổi số thì được dự báo tăng trưởng lên đến 16%. Tức là một cái mức tăng trưởng gọi là khủng khiếp luôn đấy. Thực sự khủng khiếp luôn đấy. Đó, rất cao. Còn ở Việt Nam thì người ta cũng dự báo rằng cái tốc độ ứng dụng công nghệ và cái tăng trưởng cái doanh số, cái hợp đồng ký của các cái công ty thì nó sẽ rất là cao, dự báo khoảng độ 25 đến 30% một năm. Đó. Và Việt Nam mình là một nước có lợi thế về mảng công nghệ thông tin này rất mạnh. Ví dụ như là các cái công nghệ lõi chẳng hạn thì chúng ta có thể không có, nhưng mà chúng ta xây lên được những cái công nghệ đó. Tức là chúng ta không phải là chủ đầu tư nhiều, nhưng mà chúng ta là những anh thợ xây lành nghề chẳng hạn, đúng không? Rồi là những cái tổng thầu xây lành nghề. Thì cái lợi thế công nghệ thông tin của chúng ta là gì? Đầu tiên phải nói đó là dân số chúng ta trẻ. Trung bình độ tuổi của người dân Việt Nam 2020, 2021 đâu đó khoảng độ 33 tuổi, tức là một mức gọi là dân số trẻ đấy, hay người ta còn gọi là dân số vàng. Rồi là thứ hai là cái việc người dân Việt Nam học toán rất nhiều. Thì dân số trẻ thì nó phù hợp với cái ngành nghề công nghệ thông tin, bởi vì ngành này thì nó yêu cầu tuyển những cái bạn trẻ, đúng không? Nhanh nhẹn, sáng tạo. Ngoài ra thì cái việc học toán rất nhiều thì cũng sẽ thúc đẩy cho cái việc là hỗ trợ cho cái công việc về công nghệ thông tin rất nhiều. Rồi tiếp theo thì chính phủ thì hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển cái công nghệ rất là mạnh. Cái điều này được thể hiện qua đó là cái thuế, anh chị ạ. Cái thuế cho cái lĩnh vực công nghệ thông tin này rất thấp. Ai mà đăng ký được liên quan đến công nghệ ấy, thì về cơ bản thuế VAT còn không bị mất cơ. Thuế thu nhập doanh nghiệp thì rất thấp, rất thấp, miễn giảm rồi bị chịu rất thấp. Đâu đó về lâu dài chỉ có 10% thôi. Còn ngắn hạn thậm chí còn được miễn giảm cơ. Còn thuế VAT còn được cắt cơ. Đó. Thì khi đó nó sẽ hạ cái giá thành xuống và khuyến khích người 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 tiêu dùng sử dụng, đúng không ạ? Và doanh nghiệp thì cũng đỡ mất độ chục phần trăm. Thì bây giờ đối với những doanh nghiệp vừa nhỏ thì người ta giảm cho còn 8%, nhưng mà đó cũng là những cái hỗ trợ rất tốt đối với chính phủ. Thì trước đây trao đổi cùng anh chị cái việc hỗ trợ cho cái lĩnh vực công nghệ thông tin này của chính phủ tốt đến như này, đó là các cái cơ doanh nghiệp công nghệ thông tin thậm chí được cấp đất, được tặng đất để có thể xây trụ sở, đúng không? Được chào đón rất nhiều. Ví dụ như FPT chẳng hạn có cái mảnh đất bốn mặt tiền bây giờ làm trụ sở chính ở cái công viên Cầu Giấy. Ngày xưa về cơ bản là cũng được cấp đấy.
đó, nó lên đến đâu mười mấy ngàn mét vuông, 16.000 mét vuông, hơn hơn 1,6 ha, đúng không? Đó là đất bây giờ là đất siêu vàng đấy, đúng không ạ? Ngày xưa cũng được cấp. Đó, như vậy là được hỗ trợ rất nhiều. Rồi là các trường đại học thì về cơ bản cái chuyên ngành công nghệ thông tin thì cũng được mở, được thúc đẩy rất mạnh. Rồi là các cái đối tác, các cái tổ chức giáo dục quốc tế, ví dụ như Aptech, vân vân, Arena, vân vân, thì họ đã đào tạo cũng rất nhiều về cái mảng này, đúng không ạ? Đó là những cái hỗ trợ. Chính vì thế cho nên là cái mảng công nghệ thông tin ấy thì về cơ bản trong lâu dài là phát triển rất mạnh. Ngay cả trong 6 tháng cuối năm 2022 thì AZFIN cũng dự báo rằng nó sẽ có cái tốc độ tăng trưởng cao, bởi vì 6 tháng đầu năm các cái hợp đồng ký mới của các cái công ty công nghệ thông tin thì AZFIN khảo sát một nhóm công ty thì đâu đó nó tăng trưởng tới 33,8% so với đầu năm, so với năm trước. Đó, thì từ đó nó giúp cho cái công việc cho 6 tháng cuối năm sẽ rất rất nhiều. Đó, có thể nói là làm không hết việc. Thậm chí bây giờ anh chị có thể thấy là cái chi phí để các anh chị ví dụ như viết một cái phần mềm nào đó thì nó rất cao. Tôi lấy ví dụ về việc là làm app đi. Thì anh bạn tôi thì cũng làm một số cái app. Thì cách đây 2 năm thì về cơ bản ví dụ như xây một cái app bình thường như anh ấy thì chi phí đâu đó bỏ ra tổng cộng nó khoảng độ 3 đến 400 triệu. Nhưng mà bây giờ đến bây giờ thì anh chia sẻ là nó cũng phải mất đâu đó khoảng 7-800 triệu, thậm chí cao hơn cơ. Rồi là lương của các cái kỹ sư công nghệ thông tin dựng rất cao, đúng không? Thì cho thấy là cái cầu về cái mảng này phải nói rất lớn. Và cái nhân lực trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì các công ty liên tục tuyển và liên tục thiếu. Bởi vậy thì chúng tôi đánh giá rằng cái tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu lợi nhuận của cái mảng công nghệ thông tin của các cái công ty này thì trong 6 tháng cuối năm nó có thể đạt từ 25 đến 30%. Thì đây là có thể nói là một cái tốc độ tăng trưởng rất cao trong cái bối cảnh kinh tế thì của mình thì cũng có phục hồi, nhưng mà trong bối cảnh hoàn cảnh kinh tế thế giới là về cơ bản là có nhiều cái sự khó khăn do cái cơn bão lạm phát khá cao, đúng không ạ? Đó. Đó là một cái tốc độ tăng trưởng rất đáng mơ ước. Tiếp theo, ở ngành thứ hai mà chúng tôi muốn trao đổi đến ở đây đó chính là ngành ngân hàng. Thì ngành ngân hàng thì có thể thấy rằng từ năm 2020 đến nay thì liên tục bị các chuyên gia rồi các nhà đầu tư vân vân suốt ngày nghi ngờ, lúc nào cũng lôi cái câu chuyện nợ xấu ra, nhưng thực tế nó không diễn ra như vậy. Thực tế là nợ xấu từ năm 2020 đến nay là thuộc dạng vùng thấp nhất trong cái lịch sử của ngành ngân hàng, và ngay cả cuối năm nay hay năm sau nữa cũng thế, nó cũng sẽ ở cái mức rất thấp. Thế do đó ngành ngân hàng nó không đuối như những gì mà người ta tưởng tượng, người ta nghĩ. Thì cái tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng phải nói rất cao. Nhiều anh chị cho rằng là không có tăng trưởng tín dụng, không có zoom tăng trưởng tín dụng, đó là không đúng. Bởi vì 6 tháng đầu năm 2022 này thì tăng trưởng tín dụng nó lên đến khoảng 7-8%, 8%. Còn 7 tháng thì nó lên đến khoảng độ 9,5-9,7% cơ. Thì đây là cái tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, chứ không phải tăng trưởng thấp đâu anh chị nhé. Nhưng nhiều anh chị cảm thấy như kiểu là tiền bị co hẹp, nhưng thực ra không phải, mà là cung tiền đầu năm nay nó còn mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Thì nguyên nhân vì sao anh chị cảm nhận được cảm giác như là dòng tiền như là nó khó thở, nó ít, là bởi vì đó là cái nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong trong từ đầu năm 2022 là rất mạnh, rất khủng khiếp. Quay lại trở lại năm 2021 thì anh chị có thể thấy là do ảnh hưởng của Covid, đặc biệt là trong cuối năm, Hồ Chí Minh và các cái tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam thì gần như là bị lockdown trong một cái thời gian khá dài. Từ đó cái nhu cầu tín dụng để kinh doanh, sản xuất kinh doanh nó không có. Thì do đó là chúng ta cứ cảm giác như là tiền nó dồi dào, nhưng thực ra là không phải. Không phải. Mà là đấy là do cảm giác của chúng ta rồi. Còn thực tế từ đầu năm giờ cung tiền chính phủ thông qua về tín dụng chẳng hạn thì nó cao rất nhiều, đúng không ạ? Cung tiền chính phủ, cung tiền rất cao của nền kinh tế. Đó. Chính vì thế cho nên là cái việc cung tiền rất cao, tăng trưởng tín dụng rất mạnh trong 6 tháng đầu năm thì nó lại tạo điều kiện để lợi nhuận của cuối năm tăng trưởng tốt. Bởi vì anh chị lưu ý rằng là cho vay xong chẳng hạn, ví dụ tín dụng tăng trưởng tháng 5, tháng 6 thì như vậy là quý 3 thì mới được hưởng trọng, đúng không ạ? Về cái tăng trưởng lợi nhuận, lãi suất ở đó, đúng không ạ? Và dự báo cho cả năm 2022 thì chúng tôi cho rằng là tăng trưởng tín dụng tối thiểu sẽ là 14% và tối đa nó sẽ là 16%. Cái việc chính phủ, ngân hàng nhà nước còn nới lên
thêm trên 14% hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau, đó là yếu tố kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Nếu trong cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 mà phát ra cái tín hiệu đó là lạm phát của chúng ta duy trì ở mức thấp chẳng hạn, ví dụ duy trì ở mức dưới 3,5% chẳng hạn, thì nhiều khả năng là ngân hàng nhà nước sẽ nới thêm trên 14%, có thể là nới 1% là 15 hoặc 2% là 16%, nhưng không thể cao hơn con số đó. Đó, đó thì còn tùy thuộc vào cái kiềm chế lạm phát của chúng ta như thế nào. Nếu mà giá dầu của chúng ta mà vẫn tiếp tục giảm tốt, cộng thêm cái đồng USD nó không tăng giá và nó lại quay lại giảm giá chẳng hạn, thì từ đó là cái hàng hóa nhập khẩu, nguyên vật liệu nhập khẩu và thì nó không bị đội giá nhiều, thì có khả năng cao là chính phủ có thể tăng thêm cái tín dụng một chút. Thì kể cả ở cái mức tối thiểu 14% tăng trưởng tín dụng trong năm nay 2022 thì cái mức này cũng tăng cao hơn so với 2021, bởi vì 2021 cái tăng trưởng tín dụng của Việt Nam thì có 13,53% mà thôi. Đó, thì khi cái tăng trưởng tín dụng cao thì đấy chính là cái nồi cơm chính của các cái ngân hàng, thì nó sẽ giúp các ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận mạnh. Như chúng ta có thể thấy trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của các ngân hàng cơ bản đã tăng rất cao, đâu đó khoảng xấp xỉ 30%, xấp xỉ 30%, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo, cái quản trị rủi ro của các ngân hàng hiện nay rất tốt. Tất nhiên có một số ngân hàng cho vay vẫn rất ẩu. Tuy nhiên thì đa phần cho vay rất chặt chẽ. Ví dụ như bản thân Phục chẳng hạn, nếu mà Phục không có tài sản đảm bảo chắc chắn, hoặc Phục không có nhu cầu chi tiêu chính đáng, hoặc Phục không chứng minh được cái dòng tiền thu nhập của mình thì sẽ không được vay đáng kể đâu, gần như. Vì thế cho nên cái này thì phải nói là cái quản trị rủi ro của các ngân hàng, đặc biệt ngân hàng top đầu là rất tốt. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể thấy cho dù COVID rất khó khăn nhưng mà cái nợ xấu không hề tăng, là bởi vì cái nguyên nhân này đó, khiến cho nợ xấu duy trì thấp, rồi chi phí trích lập dự phòng nó sẽ thấp do kiểm soát rủi ro tốt, đúng không ạ? Rồi thậm chí là có thể hoàn nhập dự phòng vào cái kết quả kinh doanh. Thì chúng ta thấy ví dụ như ACB chẳng hạn, trong 6 tháng đầu năm thì cái hoàn nhập dự phòng nó đóng góp chính vào cái tăng trưởng lợi nhuận của nó rất mạnh cơ. Còn thực ra tín dụng nó chỉ đóng góp tăng trưởng khoảng 12-13%, nhưng tổng lợi nhuận tăng trưởng tới hơn 40%, chủ yếu một phần khá lớn là đến từ cái việc là hoàn nhập dự phòng này, do cái quản trị rủi ro của nó tốt. Đó, thì từ cái việc quản trị rủi ro tốt, chi phí dự phòng thấp thì nó cũng có thể làm thúc đẩy cái tăng trưởng lợi nhuận thêm một chút nữa. Rồi là NIM vẫn tăng trưởng anh chị nhá. NIM tức là cái chênh giữa cái việc giá vốn huy động và cho vay ra. Thì thực tế cái giá vốn huy động của các cái ngân hàng thì nó tăng thấp hơn so với những cái gì các anh chị nghĩ đâu, nghĩ đó. Ví dụ như các anh chị thấy rằng cái tiền gửi một năm đâu đó kỳ hạn một năm nó tăng trưởng khoảng 0,5 0,7% chẳng hạn, nhưng thực tế cái giá vốn trung bình của các ngân hàng thì nó chỉ tăng trưởng khoảng 0,2 đến 0,3 0,4% mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì toàn hệ thống ngân hàng cái tỷ lệ CASA trung bình nó khoảng độ 25%, 25%, thì khi đó cái CASA thì nó lại không tăng lãi suất như thế. Ví dụ CASA lãi suất có 0,2% năm thì nó vẫn thế thôi, và cùng năm nó nhích tí thôi, đúng không? Chứ nó không thể tăng giống như là cái tiền kỳ hạn gửi một năm. Thế thành ra có những cái khoản là nó tăng rất thấp, nhưng mà cái đầu ra của các ngân hàng năm nay ấy, về cơ bản họ vẫn tăng được, đáp ứng được cái lãi suất tăng này. Thứ nhất, thứ hai là năm 2021 2020 thì các cái ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng Big Four nhà nước bao gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank, đây là những cái ngân hàng họ có những cái gói gọi là giảm lãi suất thực tế nhé, giảm lãi suất thật cho những người vay rất là nhiều. Và có thậm chí là bốn ngân hàng này đâu đó cái gói họ giảm, họ bù cho năm 2021 đâu đó nó lên đến khoảng 20 mấy 30 ngàn tỷ. Thì năm nay các cái gói ưu đãi lãi suất ý, nó có thể là gần hết hoặc hết. Thế do đó là những cái đó nó sẽ chuyển vào lãi. Thế thành ra anh chị có thể thấy là ngân hàng nhà nước, ví dụ như Vietinbank, BIDV, Vietcombank thì lợi nhuận năm nay nó sẽ tăng trưởng rất mạnh, đúng không? Rất mạnh, bởi vì năm trước nó miễn lãi thì làm giảm lãi, đúng không? Năm nay nó không miễn nữa thì lợi nhuận nó tự nó tăng thôi, tự nó tăng khá ổn, được chưa? Đó, thì đấy là nó giúp NIM tăng. Ngoài ra còn một số ngân hàng thì họ chuyển dịch cơ cấu cho vay, ví dụ họ chuyển từ cái mảng gọi là biên lợi nhuận thấp sang cái biên lợi nhuận cao hơn thì nó cũng là làm tăng NIM ở cái vấn đề này, đúng không? Thì thành ra là NIM vẫn tăng, tức là cái
biên cái lợi nhuận, cái phần chênh ấy, giữa huy động và cho vay ra vẫn đặt. Từ đó cái lợi nhuận của ngân hàng anh chị có thể thấy trong 6 tháng đầu năm nó tăng trưởng lên đến 30%, trong khi nếu tín dụng 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước ấy, thì nó tăng trưởng khoảng độ 16-17% thôi, nhưng lợi nhuận nó tăng gần gấp đôi sau đó là nhờ những cái yếu tố này đấy, đúng không? Rồi tiếp theo là dịch vụ thì tăng mạnh, ví dụ như lĩnh vực bảo hiểm, đây là một lĩnh vực vô cùng hấp dẫn đối với các ngân hàng. Nếu như trước đây thì chỉ có một vài ngân hàng tham gia thôi, nổ phát súng đầu tiên đó là ngân hàng Techcombank năm 2016-17 thì họ ký hợp đồng bán bảo hiểm, thì sau đó đến các cái ngân hàng khác, ví dụ như là VIB, ví dụ như là Tiên Phong Bank, vân vân, rồi đến các cái ngân hàng như là Vietcombank, ACB, Vietinbank, BIDV, rồi là MSB, rồi vân vân. Đó, thì cái lĩnh vực bảo hiểm này thì nó gần như phi rủi ro, tức là bán được là thu tiền, thế thôi. Đó là một lĩnh vực rất tuyệt vời. Và bán bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thì chủ yếu là qua kênh ngân hàng, thậm chí bảo hiểm phi nhân thọ thì bán qua kênh ngân hàng cũng rất lớn, ví dụ bảo hiểm sức khỏe vậy ạ, vân vân. Thì nó khiến cho cái lợi nhuận từ cái mảng dịch vụ của các cái ngân hàng tăng rất tốt, thậm chí tăng cao hơn so với cái tăng trưởng của tín dụng, đúng không? Rồi tiếp theo là trong cái mảng dịch vụ còn có cái phần gọi là thanh toán online. Thì nhiều anh chị có thể nói là chuyển khoản thì một số ngân hàng nó không mất phí, nhưng mà nó vẫn sẽ có nhiều các loại phí trong cái việc giao dịch online đấy anh chị ạ. Nhiều loại phí đấy. Có. Thế thành ra là các ngân hàng cũng gia tăng được cái phí giao dịch online này. Bởi vì từ sau khi Covid thì người ta thống kê thấy rằng là cái tỷ lệ tiêu chi tiêu rồi là giao dịch qua online nó tăng gấp nhiều lần. Rồi là các cái bạn làm ở các ngân hàng phục đến khảo sát, các bạn ở quầy, các bạn ở quầy, giao dịch viên vân vân, thì họ chia sẻ rằng rất nhiều ngân hàng phục đến thì họ chia sẻ rằng là đa phần là phải giảm tới một nửa, cái lượng giao dịch trực tiếp ở quầy, bởi vì người ta online hết rồi. Rồi là các cái ngân hàng ứng dụng cái công nghệ rất mạnh vào đó thì nó khiến cho online được. Thì chính cái việc online này thì nó làm tăng cái phí giao dịch qua ngân hàng, đúng không? Nhu cầu nhiều tăng phí cái giao dịch qua ngân hàng. Ngoài ra cái việc ứng dụng công nghệ giao dịch online nhiều ấy thì nó lại làm giảm chi phí trong ngân hàng. Giảm chi phí, tức là ngân hàng không phải là thuê mặt bằng, không phải là gia tăng nhân viên nhiều ở đấy nữa để phục vụ. Thế thành ra là anh chị thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng nhân sự của ngân hàng nó thấp hơn rất nhiều so với tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của các ngân hàng, thấp hơn rất nhiều luôn đấy. Đó, nhờ họ ứng dụng vào công nghệ như thế đấy, nhờ người ta giao dịch online. Thế là chi phí bị được tiết giảm rất nhiều. Thì cái tỷ lệ chi phí trên doanh thu hoạt động, thu nhập hoạt động thì AZFIN có tính toán trong 2 năm qua thì đâu đó nó giảm khoảng 3 đến 4% cơ. Trước đây thì nó lên đến trung bình nó khoảng độ 40%. Thì bây giờ nó giảm được 3 4%. Tức là giảm 3 4% nó mang lại cái lợi nhuận rất tốt. Đấy là lý do giải thích vì sao những cái năm qua anh chị có thể thấy tăng trưởng tín dụng thì vừa vừa mỗi năm 13, 12, 13, 14%, mà lợi nhuận trung bình các ngân hàng nó tăng rất cao. Trung bình nó tăng phải 40% trong 4 5 năm qua. Là những cái vấn đề đó. Đúng không? Rồi tiếp theo là vốn chủ sở hữu những năm qua thì cái này phải nói là chính phủ điều hành tuyệt vời. Ngân hàng nhà nước điều hành rất tốt từ năm 2014 đến nay. Họ kiểm soát cực kỳ tốt lạm phát. Hiếm có. Chứ trái phiếu lợi suất trái phiếu chính phủ ngày xưa của chúng ta ấy, là nó lên đến 11, 12, 13% cái giai đoạn 2009, 2012 ấy. Nhưng mà sau này do chính phủ điều hành kinh tế tốt, ngân hàng nhà nước điều hành tốt, thế thành ra cái cung tiền nó được duy trì ở mức hợp lý. Bởi vậy nó không xảy ra lạm phát. Thế thành ra lợi suất trái phiếu chính phủ của chúng ta kỷ lục cuối năm 2021 nó còn xuống còn có 2% một năm. Anh chị ạ, lợi suất trái phiếu chính phủ còn 2%. Thì bây giờ nó đã bật lên khoảng 3,7, 3,8%. Nhưng mà đó vẫn là một cái mức khá thấp. Thì cái điều này ấy, nó hay lắm. Nó hay lắm. Đó, họ điều hành, ngân hàng nhà nước điều hành thì tuyệt vời lắm, hay lắm. Thì đối với các ngân hàng ấy, thì họ yêu cầu phải nâng cái vốn chủ sở hữu lên, nâng hệ số an toàn vốn K lên theo cái tiêu chuẩn Basel 2 và sắp tới là Basel 3 đấy. Thì khi nâng cái vốn chủ sở hữu, ví dụ ngân hàng tăng trưởng tín dụng 15% nhưng vốn chủ nó lại tăng do lợi nhuận tốt tăng 25%, rồi là nó lại phát hành vốn tăng thêm vốn chủ nữa. Thế thành ra cái lượng vốn chủ nó tăng lên rất cao. Bởi vậy cho nên là ví dụ nó cho vay ra 10 đồng tăng tăng 10% thì có khi nó chỉ cần huy động khoảng độ 3-4% thôi, bởi vì nó có vốn chủ sở hữu rất nhiều, nó lấy cái vốn chủ nó đi cho vay nữa. Thế thành ra là cái chi phí huy động nó giảm xuống, nhưng mà hoặc là nó tăng chậm hơn so với cái lãi suất thu được, đúng không ạ?
cũng giống như là chúng ta bớt dùng đòn bẩy đi, chúng ta tự dùng tiền có, tự có của chúng ta cho vay đấy. Đấy là các ngân hàng như thế, thì nó cũng góp phần tăng lợi nhuận. Rồi về mặt liên quan đến chính sách, về mặt liên quan đến kinh tế, về mặt liên quan đến nợ công mới là hay anh chị ạ. Ví dụ như là lợi suất chính trái phiếu chính phủ chúng ta trước kia là 12%, thì như vậy ví dụ chính phủ chúng ta là vay rất nợ công nhá, chia sẻ với anh chị, vay nước ngoài cũng rất nhiều, bởi vì là trong nước cũng vay rất nhiều, thì chính phủ chúng ta nợ công Việt Nam đi, nói nợ công Việt Nam đi, nó khoảng 55% đến 60% GDP, mà GDP chúng ta là 380 tỷ đô. Như vậy là nợ công của chúng ta lên đến gần 200 tỷ đô. Nếu mà anh chị thử xác định mà xem, lợi suất trái phiếu chính phủ và 12%, tức là mỗi năm chúng ta phải bỏ ra 24 tỷ đô, 20 đến 24 tỷ đô là trả lãi thôi, chứ chưa nói đến gốc. Nhưng mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ nó giảm xuống còn 3% chẳng hạn, 2%, thì như vậy với 200 tỷ đô vay có khi là chính phủ chỉ phải trả 6 tỷ đô tiền lãi thôi, so với trước kia phải trả 24 tỷ đô tiền lãi. Thế như vậy anh chị có thể thấy là nó giảm được nữa 18 tỷ đô tiền lãi, thì cái đó thì nó lại đưa vào, đúng không ạ, lại đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, à quên, nó đưa vào đầu tư công, nó đưa vào vân vân, đưa vào ngân sách, vân vân đủ thứ. Thì tức là cái nợ của chúng ta nó sẽ tăng thật. Bởi vậy cho nên anh chị thấy là nợ công của Việt Nam trên GDP nó ở trên thế giới nó thuộc top thấp ấy. Thế là nhìn rất an toàn. Đó, cái điều hành của chính phủ nó hay đến như thế cơ. Phải nói là rất nhiều nước còn học hỏi Việt Nam. Bởi vì vừa rồi rõ ràng là các nước trên thế giới lạm phát đều rất cao, cung tiềm bơm tiền âm ầm đấy. Nhưng ở Việt Nam thì không, không có bơm tiền, vẫn hoạt động ổn. Họ căng cái tín dụng, có thể nói là từng quý. Đó, để tránh cái việc là bất ổn lạm phát, tránh cái việc bất ổn lạm phát, điều đó rất tốt, thì điều đó cực kỳ tốt cho cái ngành ngân hàng này. Đấy, vì sao ngành ngân hàng này khỏe mạnh là một phần rất lớn là nhờ vào sự kiểm soát cực kỳ chặt chẽ và các cái chính sách tốt của ngân hàng nhà nước. Từ những cái yếu tố trên thì AZFIN đánh giá rằng cái tăng trưởng lợi nhuận của các cái ngân hàng ấy trong 6 tháng cuối năm nó vẫn đạt được khoảng độ từ 20 đến 25%, thì như vậy là đó là những cái mức tăng trưởng tuyệt vời, tốt, hiếm có, hiếm có. Anh chị cứ tưởng tượng mà xem. Bây giờ quay lại chúng ta, ví dụ lương của chúng ta năm nay là lương là 10 triệu đồng tháng đi, thì một năm sau anh chị lương được độ 12 triệu rưỡi tháng không, đúng không? Rất khó, tăng 25% khó lắm, trừ khi ai lên chức. Còn nếu không lên chức ấy, thì cùng lắm người ta tăng cho mình bù lạm phát 3%, 5%, đúng không? Những bạn mới ra trường thì còn được tăng độ 10%, bởi vì mới ra thì nâng lên bậc lên, bởi vì do tăng kinh nghiệm mà. Đó, còn thực tế là thu nhập chúng ta không tăng được như thế đâu. Mà cái ngân hàng vốn chủ sở hữu cả 100.000 tỷ mà lợi nhuận nó tăng trưởng những 20, 25%, 30%, thì đó là những cái điều hiếm có đáng quý anh chị ạ. Không hề đơn giản đâu. Và Việt Nam năm nay thì lại nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận 1 tỷ đô trước thuế đó. Đó, cái tăng trưởng rất tốt. Và đấy là cái câu chuyện về cái ngành ngân hàng. Thì AZFIN dự báo rằng 6 tháng cuối năm tuy có khó khăn về cái việc mặt tín dụng nó không được tăng nhiều, nhưng mà cái lợi nhuận nó vẫn tăng rất tốt. Và cái lợi nhuận năm nay nó khác các năm khác một chút anh chị nhé. Đó là lợi nhuận năm nay thì nó phân cho các cái ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tăng trưởng gọi là cao hơn một chút. Các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân thì nó giảm tăng trưởng một chút so với quá khứ. Còn tất nhiên là thương mại cổ phần thì về cơ bản lợi nhuận nó vẫn tăng trưởng có cái tính ổn định và cao hơn. Đấy, vì sao lại vậy? Vì như tôi vừa chia sẻ đấy, cái tín dụng thì năm nay thì các ngân hàng nhà nước họ tăng trưởng rất mạnh. Mọi năm họ không tăng trưởng được, họ không cho vay được. Bởi mọi năm cầu rất yếu, cầu tín dụng, nhưng năm nay cầu quá mạnh, thế là họ cứ thế họ cho vay. Tăng trưởng tín dụng rất cao với ngân hàng Big Four nhà nước. Thế thì lợi nhuận họ ổn hơn. Ngoài ra thì cái việc miễn giảm lãi không còn nữa thì lợi nhuận họ cũng tăng. Tuy vậy thì các ngân hàng tư nhân thì cũng nhiều ngân hàng có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng chóng mặt khủng khiếp luôn. Không hề thấp đâu ạ. Đó. Thì đấy là đánh giá về cái ngành ngân hàng là như thế. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cái ngành thứ ba, thì AZFIN đánh giá rằng là ngành bán lẻ cũng là một cái ngành có được cái sự tăng trưởng sẽ rất mạnh trong cuối 6 tháng cuối năm. Thì nguyên nhân đến từ đầu tiên là phải nói là cùng kỳ năm ngoái yếu đấy. Cùng kỳ cuối 2021 anh chị thấy Covid ở Hồ Chí Minh, anh chị còn nhớ lại phong tỏa toàn bộ luôn, đúng không? Bán lẻ thì bị sụt giảm nặng nề, GDP đầu âm 5-6% cái quý ba, đúng không? Suy giảm rất mạnh, thì tạo nên một cái nền rất thấp. Riêng cái quý 3 này tăng, cái quý 3, quý 4 này
so với cái nền thì đã không cần tăng trưởng đã là khủng khiếp rồi, đúng không? Còn cái yếu tố thứ hai đó là kinh tế của chúng ta tăng trưởng mạnh. Đầu năm thì mọi người rất lo ngại là không biết năm nay được 6% không. Chính phủ đặt ra mục tiêu 6,5% tham vọng thế. Nhưng mà sau hai quý thì chúng ta bây giờ thậm chí rất nhiều bên còn kỳ vọng rằng tăng trưởng GDP chúng ta đạt 7,5 đến 8%. Đó, tăng trưởng chúng ta trở lại rất mạnh. Không có vấn đề gì cả. Đúng không? Trên thế giới họ rất khó khăn nhưng Việt Nam là một cái điểm sáng rất lớn. Đó, tăng trưởng rất mạnh. Và cái nội lực của chúng ta rất khỏe. Cái tăng trưởng này nó đến từ các doanh nghiệp tư nhân cũng rất nhiều, đóng góp rất nhiều. Tất nhiên là FDI họ đóng góp rất nhiều, đúng không? Khối nhà nước cũng có đóng góp nhưng mà tư nhân của mình đóng góp khủng khiếp đấy anh chị ạ. Thì theo một cái thống kê của chúng tôi thấy rằng là cái sự trưởng thành của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khủng khiếp. Cái tỷ lệ D trên E, tức là nợ trên vốn chủ sở hữu của thị trường chứng khoán Việt Nam nhé, chia sẻ với anh chị, nó còn thấp hơn ở Mỹ rất nhiều cơ. Đấy, chứ không phải là những cái nước phát triển nó tích lũy tư bản được nhiều mà nó dùng ít nợ vay đâu anh chị nhé. Mà chính ở Việt Nam dùng ít nợ vay này, cực kỳ ít nợ vay này. Đó, cái nội lực nó rất khỏe. Đó, rất khỏe. Từ đó làm cái tăng trưởng phát triển rất tốt. Các doanh nghiệp của chúng ta vẫn liên tục đẩy đẩy mạnh mở rộng. Đúng không? Thì cái thu nhập của người dân thì đang trở lại. Đang trở lại. Thậm chí rất nhiều các khối là thu nhập đã tăng so với trước Covid khá rồi. Có đấy, rất nhiều. Tôi có những anh bạn chia sẻ rằng là họ tuyển công nhân, tuyển lao động khó lắm. Tuyển nhân viên bây giờ khó lắm. Đấy, rất khó. Khó tuyển hơn mấy năm trước nhiều. Đó, thậm chí họ còn treo thưởng là tuyển được người thì sẽ tặng luôn nửa tháng lương ấy cho người giới thiệu cơ. Có đấy. Đấy, thì cái việc công ăn việc làm nó phải nói là đầy đủ. Nó nhiều. Nó nhiều. Đó. Trong khi dân số chúng ta cũng tăng không nhiều mà nhưng mà cái số lượng công việc chúng ta hiện nay là nhiều. Thì khi mà thu nhập của người dân trở lại thì họ lại tăng cái tiêu dùng. Đúng không? Tăng tiêu dùng. Đặc biệt là các cái lĩnh vực liên quan đến trang sức chẳng hạn tăng trưởng rất mạnh nhé. Hay hàng tiêu dùng nhanh họ tăng trưởng mạnh. Thuốc tăng trưởng mạnh. Sau Covid thì bây giờ bà con chú ý sức khỏe nhiều. Ngày xưa thì chủ yếu là thuốc chữa bệnh. Thì dần dần nó sẽ dịch chuyển sang gọi là thực phẩm chức năng. Đúng không? Thuốc bổ vân vân người ta sẽ quan tâm nhiều và nó đang diễn ra như thế đó. Rồi là hàng điện tử thì cũng tiêu dùng cũng khá tốt, khá tốt, không phải xuất sắc nhưng khá tốt. Tuy nhiên có một cái mảng nó hơi kém, đó là tiêu dùng các cái điện máy điều hòa vân vân thì có thể nó không cao bởi vì số lượng các cái khu đô thị mới đưa vào bán nó không nhiều. Đấy thì nó lại phụ thuộc vào số lượng các khu đô thị, các nhà mới cơ. Thì khi người ta chuyển đến nhà mới thì thường người ta sắm tất cả các thiết bị mới, tivi, tủ lạnh, điều hòa, vân vân. Đó, nhưng mà thời gian vừa qua thì số lượng các cái chung cư bán nó cũng không quá nhiều. Thế thành ra nó cũng không tăng quá mạnh. Đó, thì đấy là về ngành bán này. Thì tăng trưởng thì so với cùng kỳ 2021 thì chúng tôi cho rằng là tăng trưởng rất mạnh. Nó phải 30%. Thì cá biệt có những doanh nghiệp tăng trưởng lên đến 200%. Thậm chí cao hơn, thậm chí cao hơn trong 6 tháng cuối năm, bởi vì năm ngoái họ ví dụ họ đuối quá chẳng hạn thì năm nay họ tăng trưởng rất mạnh. Đấy. Còn nếu mà so với mức trung bình, so với mức trước dịch thì họ vẫn có tăng trưởng, nhờ cái sức mua của chúng ta cũng vẫn đang tăng chứ không hề giảm. Nếu anh chị có thể theo dõi về cái kinh tế vĩ mô thì anh chị theo dõi về tổng cục thống kê họ thống kê thì về doanh số bán lẻ về mọi thứ thì anh chị theo dõi sẽ thấy được rất rõ cái điều này. Thế thành ra ngành bán lẻ sẽ có một cái sự trở lại gọi phải nói là mạnh mẽ cuối năm nay. Và cái này nó không phải là nhất thời đâu. Là khi năm nay tốt thì nó lại tạo nền tảng cho các năm sau. Thì bán lẻ lại vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Và anh chị thấy rằng là ví dụ như các cái chuỗi họ thi nhau mở chuỗi thuốc chẳng hạn. Đúng không ạ? FPT thì mở rất mạnh, lên đến 7-800. Đúng không? Pharma City họ hơn 1.000. An Khang thì mục tiêu cũng lên 5-600, 6-700. Đúng không ạ? 700 800 cuối năm. Rồi là Masan thì cũng tham gia vào mở tiệm thuốc. Vân vân, đúng không ạ? Thì tiếp theo, cái ngành tiếp theo chúng tôi đánh giá mà tăng trưởng lợi nhuận tốt, rất cao đó ngành thủy điện. Thì nguyên nhân là do thủy văn năm 2022 rất tốt, mưa nhiều hay người ta gọi là Na Lina đấy. Tức là mưa nhiều. Về cơ bản đồng nghĩa với mưa nhiều. Đó. Thì khi mưa nhiều ấy thì nước ở trong các hồ chứa nó sẽ rất mạnh, rất nhiều.
Thậm chí một số thủy điện thời gian vừa rồi còn phải là kéo van xả lũ cả, tức là nước nó nhiều quá. Đúng không? Chính vì nước nhiều cho nên là cái công suất hoạt động thủy của các thủy điện nó cao. Nước dồi dào để cho chạy tua đi, tua bin. Đúng không? Thì khi đó là thủy điện sẽ tốt. Rồi là như thêm một điều nữa là như chúng ta thấy kinh tế 2022 phục hồi rất mạnh so với 2021. Đúng không? FDI vẫn các doanh nghiệp mở rộng du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ trở lại rất mạnh mẽ. Đúng không? Trước đây thì đóng cửa toàn xã hội làm gì có dịch vụ. Đúng không? Ví dụ như dịch vụ bia hơi, đúng không? Karaoke, đúng không? Trà đá vỉa hè thôi chẳng hạn, các cái quán ăn vỉa hè vân vân. Đúng không? Rồi là các cái khu vui chơi trẻ giải trí của trẻ em, người lớn vân vân, rạp chiếu phim. Đấy thì họ trở lại rất nhiều. Trở lại rất nhiều. Thì minh chứng bằng cái việc tăng trưởng kinh GDP năm nay có thể 7,5 đến 8%. Thì khi đó thì cái nhu cầu sử dụng điện nó rất cao. Nó tăng rất mạnh. Thường GDP mà tăng bao nhiêu ấy thì thường nhu cầu sử dụng điện là tăng gấp rưỡi rưỡi sau đó. Ví dụ tăng khoảng 10% chẳng hạn. Đó, tăng khoảng 10%. Đó. Thì khi đó cái giá bán điện trên thị trường cạnh tranh nó sẽ tăng mạnh. Năm 2021 là giảm. Năm 2022 này là tăng đấy. Tăng mạnh đấy. Đó, tăng mạnh. Rồi nó yêu cầu các cái công ty điện hoạt động công suất mạnh hơn. Đúng không? Mạnh hơn. Đấy, ngoài ra thì cũng phải lưu ý là năm nay có một số các cái nhiệt điện thì có đại tu sửa chữa nhiều. Thế thành ra là cái công suất của họ cũng thấp. Từ đó thủy điện được hưởng lợi. Hưởng lợi rất mạnh. Ngoài ra thì cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến cho cái giá khí và giá than chúng ta có thể thấy tăng rất mạnh. Tăng cực mạnh luôn, giá khí và giá than. Thì khi giá khí và giá than tăng mạnh ấy, thì rõ ràng điện khí và điện than thì sẽ yếu hơn so với thủy điện. Với thủy điện không tăng giá nước, đúng không? Nước nó chảy từ trên về. Nó chủ yếu khấu hao thôi, chứ không mất giá mua nước. Đó, thì khi đó thủy điện rẻ hơn rất rất nhiều so với nhiệt điện than và nhiệt điện khí. Từ đó thì nhà nước họ thấy thế thì tất nhiên họ cũng sẽ có cái sự điều chỉnh là tôi sẽ huy động ông thủy điện nhiều hơn, ông than ông khí vừa vừa thôi, ông điện hết công suất cho tôi đi. Ví dụ giá bán điện thủy điện đâu có mấy trăm đồng một số thôi, 1 kWh thôi, nhưng mà giá bán giá nhập của nhà nước ấy, ví dụ anh chị có thể thấy ví dụ như điện mặt trời trước đó hay điện gió ký là hơn 9 sen một số, hơn 9 sen một số thì nó tương đương với chia sẻ của anh chị là tương đương với khoảng độ hơn 2.000 đồng một số, nhà nước mua vào cơ, phải bù lỗ cơ. Nhưng mà thủy điện thì mua chưa đến 1.000 đồng. Tất nhiên nó có nhiều nấc giá nhưng mà trung bình nó chỉ độ chưa đến 1.000 đồng, 1.000 đồng thôi. Thì thành ra huy động thủy điện nhiều. Đó, thì bây giờ năm nay là một cái năm gọi là thủy điện gặp gọi là đủ mọi thứ, thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân. Đó là nước thì nhiều này, tức là nguyên liệu đầu vào thì nhiều miễn phí, đúng không ạ? Đấy, nước nhiều, giá thì cao này, giá bán ra thì cao này, rồi là những cái ông cạnh tranh thì lại yếu đi này, đấy, rồi là nhu cầu của thị trường chung thì lớn này, đó từ đó khiến cho cái tăng trưởng kết quả kinh doanh chúng tôi dự báo của các cái doanh nghiệp thủy điện nhé, nói về các thủy điện thôi, thì nó có thể tăng trưởng 70% so với cùng kỳ cơ, không hề thấp một chút nào, đúng không? Đó, tuy nhiên tôi cũng phải lưu ý đến anh chị một cái điều này, nếu soi thủy điện ấy thì phải xem cái thằng nào định giá còn mềm ấy. Đang vào nếu nó tăng trước rồi thôi tránh đi đó các anh chị lưu ý nhá, bởi vì sao năm nay ấy, La Nina thì nước nó nhiều phát điện ầm ầm, nhưng mà thông thường theo quy luật ấy, theo quy luật quan sát mấy chục năm qua ấy, thường có 2 năm thì 1 năm tương đối tốt và 1 năm rất tốt, rồi sau đó 2 năm sau lại 1 năm tương đối kém và 1 năm kém, thế như vậy năm nay là năm đỉnh của tốt thì khả năng cao năm sau ấy thủy văn nó sẽ kém hơn, lợi nhuận từ mảng điện của các cái thủy điện nó năm sau nó sẽ cảm ơn, thế thành anh chị phải lưu ý nhé, định giá rẻ thì anh chị hãng nhảy vào, các anh chị mua rất mạnh thì đầu năm nay có những doanh nghiệp tăng giá 3 lần rồi do lợi nhuận từ thủy điện tăng rất tốt đó, vẫn còn một số doanh nghiệp thì giá nó còn hợp lý, nếu anh chị muốn thì các anh chị có thể tham gia đó, thì đấy là chia sẻ với anh chị cái ngành 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 thứ tư là ngành thủy điện, và ngành cuối cùng thì nó rộng hơn nhiều, đó là các ngành thì đúng hơn, đó là các ngành liên quan đến đầu tư công. Cái đầu tư công này có thể nói là nhà đầu tư hay là mọi người nghe chán lắm rồi, bởi cứ suốt ngày nói đầu tư công cũng không có giải ngân gì đâu,
đúng không? Ví dụ thế, chán lắm rồi. Thì 6 tháng đầu năm 2022 thì đầu tư công giải ngân có 27,75%, tức là giải ngân có hơn 1 phần 4 một chút thôi. Đó, thì nó không nhiều. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm nó giải ngân không nhiều thì lại cho thấy là cái dư địa cho cuối năm còn rất lớn. Đúng không ạ? Dư địa đầu tư công cho cuối năm còn rất lớn. Rồi là ngân sách để mà cho đầu tư công của chúng ta đang rất dồi dào. Thu ngân sách 7 tháng đầu năm rồi tăng trưởng khủng khiếp luôn. Mấy chục phần trăm. Tăng trưởng 7 tháng đầu năm tôi phải nói là thu ngân sách của Việt Nam là tuyệt vời luôn. Mấy năm nay thu càng ngày càng khủng khiếp, cho dù bất chấp Covid năm nào cũng tăng trưởng. Từ cái việc là thu ngân sách. Thu ngân sạch rất tốt. Thì thu ngân sạch tất nhiên có đến rất nhiều nguồn, trong đó thuế là chủ yếu. Ví dụ thuế đất, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, rồi đủ các loại thuế. Đó. Thì nhân đây thì cũng dài dòng một chút về cái vấn đề là cái câu chuyện là tăng cái thu của ngân sách của Việt Nam nó nhìn này. Thì một trong những cái đóng góp lớn đó chính là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Có một cái điều rất thú vị là như này. Nếu mà chính phủ ấy thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tư nhân thì sẽ rất tốt. Bớt đi các doanh nghiệp nhà nước. Nhiều người bảo ơi bớt đi doanh nghiệp nhà nước, thế thì có phải là doanh thu lợi nhuận từ doanh nghiệp nhà nước đóng góp nó ít đi không? Thế thì chết. Không phải đâu. Không hề phải đâu. Khi mà chúng ta thúc đẩy FDI, thúc đẩy vân vân, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân ấy, thì anh chị có thể thấy rằng là các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam bây giờ khủng khiếp lắm. Lợi nhuận lên đến mấy tỷ đô. Năm vừa rồi lợi nhuận các doanh nghiệp Việt Nam cao nhất là Vinhome đấy. Cao hơn cả PVN vân vân. Thì bây giờ thử hỏi rằng anh chị lợi nhuận nó khoảng 45.000 tỷ trước thuế, riêng cái thuế thu nhập doanh nghiệp đóng 9.000 tỷ, rồi là rất nhiều các cái loại thuế khác nó đóng, thuế VAT khi nào bán nhà cho người tiêu dùng cuối cùng ấy, nó phải đóng thuế VAT chứ, đúng không? Rồi thuế đất, rồi là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân, rồi rất nhiều thứ thuế khác. Thế thành ra người ta hay nói cái từ là công ty nộp ngân sách đấy. Thì tức là bao gồm cả thuế thu nhập và các loại thuế vân vân đủ thứ. Thì ví dụ riêng Vinhome chẳng hạn, nó nộp cho nhà nước năm rồi. Bèo bọt nó cũng phải 15-20 ngàn tỷ. Tỷ đô thôi. Đúng không? Tỷ đô đấy. Ví dụ như nó lấy đất ở Hưng Yên các thứ, nó nộp thuế thêm tỷ đô đấy. Đúng không? Đó rồi các cái công ty khác. Ví dụ Hòa Phát năm rồi nó nộp thuế, nộp ngân sách 10 mấy ngàn tỷ. FPT nó cao. Đúng không? Các ngân hàng thì siêu cao. Ví dụ các ngân hàng năm rồi có những ngân hàng lợi nhuận là 1 tỷ đô, lợi nhuận trước thuế cơ. Chỉ riêng thuế thu nhập thôi họ đã nộp 4.500 tỷ thôi. Còn chưa kể là chục ngàn cán bộ công nhân viên của họ thì phải có một nửa số đó phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thì thuế thu nhập thì thu nhập cá nhân cao thì họ lại phải đóng lên đến cả ngàn tỷ ở trong đấy. Rất nhiều. Đó thì khuyến khích và phát triển doanh nghiệp tư nhân là một điều rất tốt. Nhưng có điều là phải làm sao mà thúc đẩy cái tinh thần dân tộc của họ ấy. Để họ phải ghi nhận lợi nhuận nhiều ấy. Thay vì họ trốn thuế, họ ghi nhận lợi nhuận thấp trốn thuế, thì phải thúc đẩy họ tự hào dân tộc, bơm cho họ phát triển. Thì những doanh nghiệp tư nhân họ phát triển ầm ầm này. Đó, lợi nhuận nhiều, đóng thuế nhiều, đó mới là cái quan trọng. Còn doanh nghiệp nhà nước hay là những cái bên nhà nước, tốt nhất là làm những cái dự án mà không ai làm. Dự án gọi là ví dụ như công ích xã hội, hay dự án làm cầu đường vân vân ở các vùng cao, nó không mang lại giá trị kinh tế, thì nên làm những dự án thì tốt hơn. Đó, lấy ngân sách ra làm cái dự án đầu tư công ở đấy, những cái đó. Thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân để nhường hết tư nhân làm đi. Đúng không? Rất nhiều anh chị bảo là ví dụ riêng cái công ty này mà để tư nhân nó làm cái việc này thì lợi nhuận nó gấp 10 lần. Đó là bình thường. Với các ông nhà nước làm thì đa phần nhé, không phải tất cả, không hiệu quả. Rồi rút ruột, rồi đủ thứ trên đời. Đúng không? Tư nhân họ mà làm một sổ, làm quyết liệt, họ không sân sau cái thứ ấy, thì nó sẽ rất tốt. Rất tốt, đúng không? Đấy, chỉ chia sẻ thêm về cái thu ngân sách nhiều khiến cho cái dư địa đầu tư công nó rất lớn, đúng không? Rồi 6 tháng cuối năm 2021 thì dịch bệnh rất mạnh, thì người ta chỉ lo chống dịch thôi chứ thời gian đâu mà giải ngân đầu tư công, thời gian đâu mà thúc đẩy xây dựng phát triển các dự án. Thế thành ra 6 tháng cuối năm 2022 là an bình thôi, là yên bình thôi, thì khi đó người ta sẽ đầu tư công rất mạnh. Và thứ ba là chính phủ thúc đẩy mạnh cái giải ngân đầu tư công, đặc biệt là cuối quý 3 và quý 4. Quý 3 này một quý mùa mưa, thế thành ra nhiều dự án nó cũng rất khó. Tuy nhiên thì gần đây thì Thủ tướng Chính phủ đã đi khắp các dự án,
các phó thủ tướng thì họ phải thành lập ban chỉ đạo gồm các phó thủ tướng đứng đầu để thúc đẩy đầu tư công. Họ làm rất mạnh. Tất nhiên là trong cái quý 1, quý 2 vừa rồi rất nhiều bên dè dặt bởi vì họ sợ sai. Sợ sai thì ví dụ như là sợ bị kỷ luật, sợ bị vân vân. Nhưng mà gần đây thì có những cái tín hiệu cho thấy ông không làm thì ông đi ra ngoài. Phải thúc đẩy để làm đi. Thì đã có những cái tín hiệu rất là tích cực. Ví dụ như những cái đại dự án ngày xưa thì toàn chậm tiến độ. Nhưng mà lần này có thể thấy ví dụ Long Thành chẳng hạn, giải ngân thì thậm chí còn vượt tiến độ một chút cả. Họ làm rất tốt. Rồi các cái tuyến đường cao tốc thuộc cao tốc Bắc Nam họ cũng thúc đẩy làm rất mạnh. Làm rất mạnh thì cũng bắt đầu triển khai rồi. Tốt rồi. Thì kỳ vọng rằng là cuối quý 3 đầu quý 4 năm nay sẽ giải ngân đầu tư công một cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn. Và để mạnh mẽ hơn nữa thì chắc phải làm sao. Ngoài ra thì một trong những yếu tố khiến cho đầu tư công bị ảnh hưởng đó là giá nguyên vật liệu bị đẩy lên rất cao. Có thể thấy là lạm phát rồi là giá nguyên vật liệu trên thế giới đẩy đến quá cao. Từ đó trong nước nó cũng bị đẩy lên cao. Nhưng mà hiện nay thì về cơ bản giá nguyên vật liệu thì nó đã có dấu hiệu hạ nhiệt rồi. Trong đó ví dụ như là thép chẳng hạn thì hạ rất sâu. So với đỉnh khoảng gần 20.000 đồng thì bây giờ còn có 14-15.000 thôi. Như vậy đã giảm khoảng độ 20-25%. Cát đá sỏi thì tất nhiên nó vẫn cao nhưng nó cũng có cái sự điều chỉnh nhất định được. Thì từ đó các cái chủ đầu tư trước đây dừng lại thì bây giờ họ lại có động lực hơn để họ thúc đẩy họ làm. Đó, thì từ đó nó tạo đi điều kiện tốt cho các cái doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công. Đúng không? Thì những cái doanh nghiệp nào mà liên quan trực tiếp thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Vật liệu xây dựng trực tiếp chẳng hạn. Ví dụ như là đầu tư công thường hạ tầng nhiều thì các cái thứ liên quan đến cát đá sỏi rồi là nhựa đường các thứ thì nó sẽ được hưởng lợi nhiều trực tiếp. Rồi các doanh nghiệp xây dựng thì phải những cái doanh nghiệp xây dựng liên quan đến đầu tư công thì sẽ được hưởng lợi. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng cho các khu công nghiệp thì về cơ bản cũng được hưởng lợi, bởi vì năm nay cái việc mở rộng kinh doanh rất lớn, FDI có thể giảm thôi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là giải ngân nó cũng tốt, rồi cộng thêm là các doanh nghiệp trong nước cơ mà. Đấy, chứ không phải khu công nghiệp này chỉ toàn doanh nghiệp nước ngoài đâu nhé, doanh nghiệp trong nước cũng rất nhiều. Đúng ạ, thì những cái doanh nghiệp trực tiếp như thế hưởng lợi đầu tiên. Rồi sau đó thì đến các doanh nghiệp về ví dụ xây dựng dân dụng xung quanh chẳng hạn. Rồi vật liệu xây dựng. Thì anh chị cứ tưởng tượng rằng là đầu tư công ví dụ sân bay Long Thành hay tuyến đường cao tốc chẳng hạn. Thì nó phải giải ngân, nó xử lý cái gần xong rồi thì lúc ấy hai bên đường hay là bên cạnh sân bay hay là các khu bên cạnh thì nó mới lại phát triển lan sang các cái khu đó. Thì nó phát triển sau một chút, đó, dân cư, nó đi sau các cái công trình đầu tư công một chút, đúng chưa? Rồi khi ví dụ như là nếu mà có xây nhà, xây xưởng, xây vân vân ấy, thì những cái doanh nghiệp liên quan đến gạch này, cát này, thép này, đá sỏi này, đều đi trước. Những cái doanh nghiệp ví dụ như sơn này, đi sau này, gạch ốp lát đi sau này, cửa gỗ đi sau một chút này, đó, thì nó cứ tuần tự như thế, Thế thành ra ví dụ cho đầu tư về vật liệu xây dựng chẳng hạn thì nó họ hay chia ra. Đó là các ông đầu tư cát sỏi đầu tiên. Gạch, cát sỏi vân vân. Rồi sau đó thì các ông lại đến đầu tư đến gạch ốp lát thì phải sau, gần như sau cùng, sơn. Đó, thế thành ra nó có sự hưởng lợi trễ khác nhau. Thì anh chị cần phải nghiên cứu xem là doanh nghiệp anh chị nghiên cứu là nó hưởng lợi từ gì. Còn có những doanh nghiệp thì nó lại chả hưởng lợi gì từ đầu tư công cả thì chúng ta phải bỏ ra. Được không ạ? Thì đấy là cái việc chúng ta nghiên cứu, chúng ta đánh giá. Nó là như thế. Đó. Nó là như thế. Anh chị nhé.